Îmi place foarte mult România, este o țară foarte frumoasă. Mie îmi place să muncesc, fiindcă primesc bani și îmi întrețin familia din Vietnam. Le trimit bani să mănânce. To bring money to your family in Vietnam. I give money family. Yes. Because I'm working here is the... Am venit aici pentru a munci și pentru a câștiga o pâine. Eu am lucrat în mai multe țări și am ajuns și aici, în România. Vreau să-mi întrețin familia. Trimit bani în Vietnam, da. Family and wife and children. You are helping your family in Vietnam. Yes. Deși sunt mărunței, vietnamezii spun că de fapt sunt puternici și capabili să reziste la aproape orice. Yes, very good. Have power. But you are a small guy. Yes, but I am strong. Cái tiền đồng mình phải để sở công an đến. Ai gặp công an cũng sợ, rồi sợ bị về nước ấy. Đêm ngủ nhiều lúc mà ngủ không ngon, sợ có người báo ấy, gõ cửa. Nhiều trường hợp mà bọn em đang ngủ y linh sụ ập vào nhà bắt mà. Những cái người mà di trú bất hợp pháp ấy thì tức là phải trốn chui trốn lùi, thì thường là chạy vào các trại tị nạn. Khi mà đã vào bất hợp pháp ấy, thì thường là người ta không được có cái quyền như những người hợp pháp. Tôi nói ví dụ như quyền tối thiểu là quyền được lao động. Đấy. Bởi vì đối với các nước tiên tiến ấy, cái nhu cầu được sống ấy thì là ai cũng được sống rồi. Nhưng mà cái nhu cầu được lao động là người ta phải xét anh có được phép lao động hay không. Thì đấy là người ta bị tước bỏ cái quyền đó. Thế đối với những người như là những người mà gọi là được vào trại tị nạn rồi thì người ta không được quyền lao động. Có những người đến 5 năm, có những người đến 10 năm không được quyền lao động. Thế thì còn lại là những người mà không vào trong trại lại mà sống trôi nổi tự do thì mọi thứ quyền đều bị tước đoạt, bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Anh không có được những cái quyền chăm sóc tối thiểu. Thậm chí có người là phải chết đói, có người là chết bệnh, chết tật, là vô thừa nhận. Cái tình trạng ấy không phải là hiếm, rất nhiều người đấy rơi vào tình trạng ấy.